Wow, sao bữa nay đồng tháp lên quá chừng luôn. Chào chú nha chú. Nay đồng tháp không ha? Đi xe 16 chỗ luôn á. Dạ, 16 chỗ. Bao chiếc xe lên đây. Dạ. Bữa nay chị lên nè. Bà con mình ở Hồng Ngự ở đồng tháp. Trời ơi, bà con vàng hàng ngang chụp hình đẹp quá. Mẹ anh lên luôn đi, em đứng nhìn em. Lên đi. 12 người, 12 người, 12 người. Được không? Quá trời đông luôn. Ôi, bữa nay mà mưa không biết dù đủ không ta? Dù mình thấy muốn hư hết rồi. Quá trời luôn. Ba giờ khuya là đi rồi. Anh hay kêu gia đình á lên đây đứng hai bên mẫu đi chụp cho nó đẹp. Mấy cô giờ đang chuẩn bị chụp rồi. Giờ mấy cô chụp bạn. Chú lên bên đây nè chú, lên bên đây mình tham quan đi. Ờ, bọc đi anh, thấy sắp tới rồi đó, chùm bọc rồi. Hiện tại thì bây giờ là ở một quận 5 đang chuyển mưa rồi cô chú anh chị đó. Hiện tại bây giờ là đang rất là gió luôn. Đấy mà ở phía dưới một cửa cậu thì đang rất là đông cô chú anh chị ở Đồng Tháp về đây để... tài mình ha. Vô nói vô chú tài tài nói vô tài. Ta chụp hình nè. Vô, rồi rồi chụp nghe, chụp nghe. Rồi, mình để tôi vô cái chụp nha. Đó, bây giờ là mưa trồng. Ê ê nhả rồi. Cái cây đó bữa giờ thấy nó nghiêng có bên nè, thấy không? Nó bị chuối xuống bây giờ là cái gì cơi nó ở dưới kìa. Nó bị quằn cái đầu xuống kìa, thấy không? Đó, nó phải đẩy ra kìa. Cái này chắc lay lôi nó ra đi cắm lại đi coi sao, coi sửa là được không? Cô đang có khán giả đến tiếp mà cô chú anh chị ơi, bữa nay là quá đặc biệt luôn. Rồi tiếp tục có bà con đến ủng hộ nha. Bây giờ là bà con đến khá là đông cô chú anh chị ơi. Hôm nay là khả năng là trời mưa rất là cao. Chạy để cho cô chú chụp hình đó chị. Lên 3 giờ là bắt đầu đi rồi đó. 3 giờ. Bây giờ là 9 3 giờ thì 6 tiếng ha. Hãy
là ngày chủ nhật là có khác ha. Quá trời đông nha. Nhang này khô mà. Nhang này khô phải không? Nhang bóp cái bột cầm ra là khô, ok. Ừ. Vậy là ok. Thôi bỏ làm chùm bọc cái lỏng nắng này ngồi ta. Đúng rồi đó, cái bọc này là... Thì em nói rồi. Sáng sớm vậy mới thấy á. Hồi sáng dậy mưa không găm, cái bắt đầu mình chùm cái bọc lại bắt đầu nắng. Cái em thấy nắng vậy, cái em thấy chụp ảnh xấu đúng không? Cái em kêu mình là mới thôi anh tháo cái bọc ra đi. Cái giờ tháo cái bọc ra, cái bắt đầu mưa nữa, mưa hột lớn, cái bắt đầu trùm vô cái giờ. Bình thường không? Thì bữa nào mà anh thấy nắng quá, cái mình tháo ra. Tháo là trời trời dịu quá, cái mình ngắn lại. Wow. Nhà ly đẹp ha. Mà đen gió nha. Có nước đầy chưa hết. Hay là mình để ở phía dưới được không? Chứ hao nữa chừng gió. Nước qua nước ra em qua nhà có nước không sao đâu. Nước đen cho cô biết nha chứ. Đúng rồi, cô đốt rồi. Tụi con bữa nay đủ chán sáng rồi. Nhãn xù với nhãn ghe hả? Nhãn xù hay nhãn ghe? Nó đổ ra thì sẽ đẹp. Anh có phương pháp chưng hoa đẹp quá ha anh Nhật. Phương pháp là đeo em đến bằng chưng tiếp. Miễn là hoa là sẽ đẹp. Đúng rồi. Mà hoa ly này mình... Nãy quay cái đồng này Hồng Ngự nãy vô đâu đó. Dạ. Đoàn Nguyên Đạo Hồng Ngự là ở đây nhiều lắm chú. 15 bến Bình Dương nè, Duy Minh nè. Hồng Ngự nè chú. Đồng Tháp thì có anh Duy Minh. Đó anh Duy Minh ở bên kia. Đây nè. Đồng Tháp ở đây. Dạ Hồng Ngự là khán giả chị. Hồi nãy có khán giả không nào? Hồng Ngự là như khán giả hồi nãy vừa tới đó. Khán giả tới đông không phải không? Đúng rồi. Và cái video của Hiền Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên tiếp tục chia sẻ đồng hành cùng cô chú anh chị trong những cái video lần tới nha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.